từ châu thổ sông Hồng đến sông Hương xứ Huế. Hồi ký, tác giả Lê Huy Mai, giọng đọc Hải Yến, số 17. Đồng chí du kích dẫn đường rất thông thuộc địa hình phía đông đường 1. Đêm khuya, sương dày, anh vẫn nhận diện rõ từng bờ ruộng, bờ mương, bờ cây, xóm nhỏ. Anh đã khéo léo dẫn chúng tôi luồn lách qua kẽ hở giữa hai xóm nhỏ, nghi ngờ có bọn lính bảo an dân vệ canh gác. Trời sắp sáng, chúng tôi cũng đến được địa bàn xã Phong Trương, nơi huyện ủy Phong Điền thiết lập cơ sở bí mật bám trụ ở đó. Bắt liên lạc được với cơ sở bí mật của du kích xã, các anh mừng mừng tủi tủi như bắt gặp người thân lâu ngày xa cách. Việc đầu tiên là nhận mặt, nhận tên nhau, thống nhất ám hiệu liên lạc. Sau đó, du kích địa phương hướng dẫn từng trinh sát đi nhận hầm bí mật, nơi trú ẩn, để tránh địch khi có tình huống nguy hiểm ban đêm và giấu quân lúc ban ngày. Buổi chiều, chúng tôi liên lạc được với huyện ủy Phong Điền hoạt động bí mật trong lòng địch. Đồng chí Phan Ngô, bí thư huyện ủy, chủ trì ngay cuộc họp với phân đội trinh sát biệt phái của Trung đoàn 1. Tôi trình bày với các đồng chí lãnh đạo địa phương về nhiệm vụ và trách nhiệm của đơn vị. Tôi cũng đề nghị huyện ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang, du kích, các cơ quan kinh tế, tài chính huyện phối hợp hoạt động, thực hiện nhiệm vụ đưa thương binh lên núi cũng như nắm địch và đánh địch. Đồng chí bí thư huyện ủy Phong Điền sau khi nhất trí với đề xuất của tôi, rồi phân tích rõ thêm tình hình địa phương và tình hình địch. Sau khi Trung đoàn 1, đơn vị bộ đội chủ lực cuối cùng của ta rút lên rừng núi phía Tây, ngay lập tức, bọn địch tập trung lực lượng hoành hành, càn quét dữ dội. Chúng đánh phá ác liệt vào nhiều làng mạc, hủy diệt những nơi có lực lượng ta hoạt động. Bước đầu, chúng gây cho ta tổn thất đáng kể. Nhiều cơ sở cách mạng bị bóc gỡ, lực lượng du kích, bộ đội địa phương của ta bị thương vong nhiều. Chúng đang chuyển từ chiến thuật bủa lưới phóng lao sang chiến thuật tát nước bắt cá. Âm mưu thâm độc của địch là dồn hết dân vào vùng chúng kiểm soát, dùng xe ủi đất lần lượt san phẳng các làng mạc, nơi chúng không đủ khả năng kiểm soát. Mọi hoạt động của chúng nhằm mục đích đánh bật hoàn toàn lực lượng của ta ở đồng bằng Thừa Thiên bằng mọi giá. Chắc chắn, nơi đây sẽ trở thành chiến trường máu lửa ác liệt nhất. Đồng chí bí thư huyện Phong Điền nhận định. Sau đó anh hỏi tôi, các đồng chí hoạt động ở đây trong bao lâu? Sẽ không phải là ngày 1, ngày 2, mà trong nhiều ngày, nhiều tháng. Bao giờ hoàn thành nhiệm vụ, trung đoàn ra lệnh trở về, chúng tôi mới rời địa bàn này. Tôi trả lời, huyện ủy sẽ triển khai kế hoạch, phối hợp hoạt động đưa đón thương binh, nắm địch, đánh địch, tới các xã, các đơn vị liên quan và bộ đội địa phương huyện, để cùng các đồng chí vào cuộc ngay. Cơ quan sẽ thông báo chữ ký của đồng chí Mai tới những nơi cần thiết để phân đội trinh sát tiện liên hệ, bắt liên lạc. Ban kinh tế của huyện sẽ đảm bảo kinh phí và lương thực cho các đồng chí. Đồng chí bí thư huyện ủy nói tiếp. Tôi cảm ơn và siết chặt tay đồng chí bí thư huyện ủy Phong Điền. Chúng tôi hiểu rằng sắp tới sẽ là chặng đường vô cùng ác liệt với phân đội trinh sát ở vùng đất lửa này. Làm việc xong với lãnh đạo huyện Phong Điền, hôm sau tôi nhờ du kích địa phương dẫn đường tiếp tục đi về huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên. Du kích xã bố trí cho chúng tôi ở những căn hầm bí mật kín khuất. Tối hôm sau, tôi trực tiếp gặp và làm việc với lãnh đạo huyện Quảng Điền và đã được đồng chí Trần Hữu Nam, phó bí thư huyện ủy cho biết. Giai đoạn hiện nay, huyện Quảng Điền khó khăn không kém huyện Phong Điền. Nhưng chúng tôi thuận lợi hơn là có chỗ dựa ở Phá Tam Giang. Nơi đây
quân ta có thể lên thuyền xuống nước, hòa vào cư dân trải lưới. Lực lượng du kích và cơ sở cách mạng ở Quảng Điền còn trụ vững được ở nhiều nơi, mặc dù kẻ địch trà đi sát lại. Phó Bí thư Trần Hữu Nam đưa ra một số ví dụ rồi nói tiếp. Huyện Quảng Điền nhất định sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất và làm hết sức mình để cùng phân đội trinh sát Trung đoàn 1 hoàn thành nhiệm vụ. Anh khẳng định, trong hai ngày nằm lại làng Đông Hồ, xã Quảng Thái, huyện Quảng Điền, tôi đã dành thời gian xây dựng kế hoạch bố trí lực lượng và tổ chức hoạt động của phân đội trinh sát trong những ngày sắp tới. Sau khi nghiên cứu kỹ tình hình, tôi quyết định tổ chức phân đội trinh sát thành 3 tổ và chọn làng Cao Bang, xã Phong Nhiêu, nay là xã Phong Hiền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên, bố trí tổ trinh sát trung tâm. Bộ phận này gồm trinh sát viên Nguyễn Xuân Nhâm, Hoàng Văn Kiệm, y tá Trần Tử Bình và hai chiến sĩ thông tin vô tuyến điện 2 oát Bùi Ngọc Hành, Trần Xuân Quang, do tôi trực tiếp chỉ huy. Tổ trinh sát thứ hai sẽ hoạt động ở thị trấn Xịa và khu vực An Xuân, Kim Đôi, Phò Nam Phe, Thụy Lập, Quảng Thái, huyện Quảng Điền, gồm hai đồng chí do Bùi Công Nuôi chỉ huy cùng Nguyễn Văn Hiến đảm nhiệm. Tổ trinh sát thứ ba do đồng chí Đào Công Khoan chỉ huy cùng đồng chí Phan Văn Khai, hoạt động ở làng Bao La, Xuân Tùy và khu vực dọc bờ bắc sông Bồ, chạy dài từ làng Niêm Phò đến giáp Cầu Kẽm. Sau khi xây dựng xong kế hoạch bố trí lực lượng và tổ chức hoạt động, chúng tôi được các đồng chí du kích xã Quảng Thái dẫn đường về xã Phong Nhiêu, huyện Phong Điền. Đêm hôm ấy, lực lượng trinh sát đã được các đồng chí du kích địa phương bố trí nơi ăn ở chu đáo và bí mật. Sau đó, tôi đã trao đổi những nội dung cần thiết với đồng chí Thân Ngọc Trung, bí thư chi bộ xã. Rất mừng là bộ đội du kích và lãnh đạo địa phương cùng quán triệt sâu sắc nhiệm vụ, bí mật tìm cách tránh địch, bảo toàn lực lượng để đánh địch, điều tra nắm địch và tìm mọi cách đưa được nhiều thương binh lên tuyến trên điều trị an toàn. Các đồng chí lãnh đạo xã Phong Nhiêu rất phấn khởi tin tưởng khi bộ đội chủ lực về nằm vùng tham gia chiến đấu. Tối hôm sau, du kích xã Phong Nhiêu dẫn đường đưa tổ trinh sát do Bùi Công Nuôi phụ trách đến được địa bàn khu vực Xịa, bắt liên lạc được với cơ sở của ta trong lòng địch. Cũng thời điểm đó, tổ trinh sát do đồng chí Đào Công Khoan cũng tiếp cận được với cơ sở du kích của ta ở làng Bao La phía bắc sông Bồ. Lúc bấy giờ, địch đã bốc hầu hết dân xã Phong Nhiêu vào ấp chiến lược, nên tình hình rất khó khăn. Ở làng Cao Bang, còn duy nhất gia đình chị Cưu cố bám trụ để tìm cách giúp đỡ du kích vào bộ đội. Tổ trinh sát trung tâm của chúng tôi ở xã Phong Nhiêu được các đồng chí địa phương bố trí ở phân tán cùng du kích xã ở làng Cao Bang và Sơn Tùng. Tôi được sắp xếp ở trung hầm bí mật tại làng Cao Bang với đồng chí Khanh. Anh ấy bị địch bắt vào giữa năm 67, bị giam ở nội thành Huế. Trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968, Khanh được bộ đội ta cứu ra khỏi nhà tù của giới cầm quyền Sài Gòn rồi về bám trụ tại xã Phong Nhiêu. Hai đồng chí thông tin Bùi Ngọc Hành và Trần Xuân Quang được sắp xếp riêng một hầm bí mật ở làng Sơn Tùng, cách làng Cao Bang gần một cây số để tiện cho công việc liên lạc. Các đồng chí Kiệm, Nhâm, y tá Bình được sắp xếp ở trung hầm bí mật với anh em du kích ở làng Cao Bang. Chỉ hơn một tuần lễ kể từ ngày rời trung đoàn ở vùng rừng núi Khe Mễ, phân đội trinh sát đã triển khai được lực lượng của mình trong lòng địch. Chúng tôi đóng quân phân tán, đảm bảo an toàn, bí mật ở đồng bằng Thừa Thiên. Bước đầu trinh sát đã phối hợp được với chính quyền và du kích địa phương, thực hiện suôn sẻ nhiệm vụ được trung đoàn giao cho. Bức điện đầu tiên của chúng tôi được các chiến sĩ thông tin chuyển về báo cáo trung đoàn. Từ khi bộ đội chủ lực của ta rút khỏi đồng bằng Thừa Thiên,
sư đoàn kỵ binh bay số 1 của Mỹ chỉ xuất hiện trong các đợt hành quân, các trận càn quét lớn. Chúng tập trung dùng hỏa lực pháo binh, trực thăng vũ trang, chi viện cho quân đội Sài Gòn liên tục càn quét bắt bớ, lùng sục xăm hầm bí mật để tiêu diệt lực lượng của ta trong vùng. Chiến thuật của địch là tát nước bắt cá, dồn dân vào ấp chiến lược. Chúng tìm mọi cách tiêu hao tiêu diệt lực lượng bộ đội du kích của ta ở cơ sở. Hầu hết dân các xã Phong Nhiêu, Phong Sơn, Phong Thu, Phong Trương, Phong Bình, Phong Hòa, huyện Phong Điền, Quảng Hưng, Quảng Thái, Quảng Lợi, huyện Quảng Điền đều bị địch dồn vào các ấp chiến lược. Các làng xóm ở các xã trên đều là mục tiêu của pháo binh, trực thăng vũ trang, bộ binh địch tự do đánh phá, tiến công bất cứ lúc nào cả ban đêm và ban ngày. Thương binh của trung đoàn đang ở các làng xã, có sự lãnh đạo của cán bộ địa phương đã được chuyển một số rất ít lên tuyến trên. Nhiều đồng chí được nuôi giấu trong hầm bí mật. Khi bị lộ, có đồng chí đã chiến đấu quyết tử hy sinh anh dũng, có một số ít bị địch bắt. Số đông thương binh còn lại phân tán ở cùng hầm bí mật với du kích địa phương. Có nhiều thương binh được nhân dân bí mật che chở, nuôi giấu trong hầm, trong nhà, ngay trong vùng địch kiểm soát, ta rất khó tiếp cận. Sau khi nhận báo cáo, tham mưu trưởng trung đoàn chỉ thị, phân đội trinh sát tiếp tục thực hiện nhiệm vụ được giao. Chấp hành chỉ thị, tôi đã khẩn trương liên hệ với các xã trong cả hai huyện Phong Điền, Quảng Điền để tìm kiếm, nắm chắc thương binh nằm rải rác trong dân và trong các đơn vị du kích địa phương, đồng thời tìm mọi cách cùng địa phương tổ chức đưa thương binh lên núi. Nhóm thương binh đầu tiên gồm 7 đồng chí được chúng tôi bàn giao cho đồng chí Trần Đức Lượng, trợ lý tác chiến trung đoàn, đưa từ xã Phong Trương về đơn vị an toàn. Cũng trong dịp ấy, chúng tôi biết sư đoàn kỵ binh bay số 1 của Mỹ đã đổ quân lên vùng động Khe Mễ, đã và đang tổ chức các cuộc hành quân nhỏ để tiếp tục thực hiện chiến thuật tìm diệt của chúng. Nhiều đơn vị của trung đoàn 1 đã chạm trán với lực lượng này. Tôi cũng nhận được tin buồn, đại đội trưởng đại đội 1 tiểu đoàn 3 Vũ Hải Hồng, người cùng quê, đã ngã xuống trong trận đánh không cân sức với lực lượng kỵ binh bay của Mỹ trên đồi Yên Ngựa ở động Khe Mễ, phía tây huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên. Nhận tin Vũ Hải Hồng hy sinh, tim tôi đau nhói, thế là tôi lại mất thêm một đồng đội thân thương nữa. Thời điểm ấy, đại đội của Vũ Hải Hồng chỉ còn lại 10 tay súng. Trong một trận đánh, anh đã trực tiếp dùng trung liên bắn chặn bộ binh địch. Chính trị viên đại đội Lê Sĩ Thái dùng AK bắn máy bay trực thăng đang quần đảo trên các tán cây rừng. Một trái lựu đạn Mỹ từ chiếc máy bay trực thăng vũ trang thả xuống nơi anh Hồng đang chặn địch. Vũ Hải Hồng đã anh dũng hy sinh ngày 7 tháng 6 năm 1968. Trải qua rất nhiều trận đánh gan dạ, mưu trí, anh Hồng thật xứng đáng phẩm chất của một người anh hùng. Nhập ngũ cùng nhau, Hồng và tôi cùng đơn vị và thành đôi bạn thân trong chiến trường miền Nam. Tuy ở hai vị trí khác nhau, nhưng cùng đội hình chiến đấu trong một trung đoàn. Chúng tôi quý nhau như thể anh em, thường vẫn gửi cho nhau khi bao thuốc hộp thịt, lúc bánh lương khô. Từ đầu năm 1968 đến nay, chiến trường đồng bằng Thừa Thiên rất ác liệt. Hai anh em chúng tôi mỗi người chiến đấu một ngả, không gặp nhau lần nào. Anh Hồng hy sinh rồi, tôi thấy xót xa đau đớn vô cùng. Anh Lê Sĩ Thái, chính trị viên đại đội, đã cùng anh em bám địch 7 ngày mới tìm được thi thể anh Hồng. Đồng đội an táng anh ở một căn hầm trú ẩn trên đồi Yên Ngựa, động Khe Mễ, với niềm xót thương như cắt da cắt thịt. Tôi như chết lặng trước sự ra đi của người bạn đồng hương, một người đồng đội yêu quý. Anh hơn tôi vài tuổi lúc nhập ngũ, cũng chưa có người yêu. Từng ấy năm chiến trường cũng rất ít nhận được thư nhà. Và anh đã lặng lẽ nằm xuống trong cánh rừng xa thẳm,
trên đất trị thiên khói lửa. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đưa thương binh lên miền Tây, trinh sát chúng tôi gặp nhiều khó khăn bởi địa hình đồng bằng trống trải, địch càn quét liên tục, buộc trinh sát phải hoạt động vào ban đêm mà lực lượng lại rất mỏng. Tuy vậy, có sự phối kết hợp của cán bộ ở các cơ sở thôn xã và trinh sát ta có quyết tâm cao, cho nên công việc dần dần đi vào nề nếp, ai cũng mong muốn đưa được nhiều thương binh lên núi. Bằng các biện pháp linh hoạt, đồng thời biết dựa vào địa phương, nên các nhóm trinh sát chúng tôi lần lượt nắm được số thương binh ở các xã có lãnh đạo, có du kích của ta, và cả ở một số nơi tranh tối tranh sáng. Có những xã, chúng tôi chỉ nắm được số lượng thương binh qua lãnh đạo địa phương mà không có điều kiện tiếp cận trực tiếp. Vì vậy, tôi đã bàn bạc thống nhất và thông báo với cán bộ lãnh đạo địa phương. Trung đoàn 1 và quân khu Trị Thiên đã bố trí các trạm tiếp nhận thương binh ở tuyến giáp danh từ khu vực Động Khe Mễ đến Dốc Ồ. Cho nên khi có thời cơ, nhờ các đồng chí lãnh đạo ở từng địa phương chủ động bố trí thương binh nhỏ lẻ đi cùng với các đoàn cán bộ lên công tác ở miền Tây tỉnh Thừa Thiên. Tổ chức như vậy vừa đảm bảo có giao liên dẫn đường, vừa được bảo vệ chu đáo và đưa được thương binh lên miền Tây nhiều hơn. Vào giữa tháng 6 năm 1968, chúng tôi được tin đội phẫu giã chiến của trung đoàn đã bị địch phát hiện ở khu vực Tràm Ngang, Nam Giảng, xã Quảng Thái, huyện Quảng Điền. Theo các đồng chí địa phương kể lại, sau khi phát hiện được lực lượng ta ở Tràm Ngang, địch đã dùng trực thăng quay chụp đánh phá rất ác liệt trong nhiều giờ. Anh em trong đội phẫu chiến đấu rất dũng cảm và hầu hết đã anh dũng hy sinh. Chỉ còn sống sót hai người, trong đó có anh Nguyễn Xuân Kiều, trợ lý hậu cần trung đoàn. Anh Kiều sau này là đại tá công tác ở ban cơ yếu chính phủ, nay đã nghỉ hưu, sống cùng gia đình tại phường Kim Giang, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Chúng tôi vô cùng xót xa và thật đáng tiếc là phân đội trinh sát chưa kịp bắt liên lạc và đã không cứu được đội phẫu giã chiến của trung đoàn. Hoạt động trong lòng địch ở đồng bằng tỉnh Thừa Thiên tuy thầm lặng nhưng thực ra lại rất khẩn trương và vô cùng ác liệt. Trong tháng 6 và nửa đầu tháng 7, trinh sát chúng tôi đã cùng du kích các địa phương vừa đánh địch vừa bố trí kết hợp đưa được trên 50 thương binh đi cùng các đoàn công tác băng qua vùng địch kiểm soát lên tuyến trên điều trị. Trong thời gian ấy, chúng tôi vừa liên lạc với các cơ sở địa phương tìm kiếm thương binh đang nằm rải rác trong dân, vừa tiến hành điều tra các đồn bốt của địch ở Cầu Kẽm, Nam Dương, Phò Trạch và Đồn Sịa. Đồng thời, luôn bám sát cơ sở để nắm chắc tình hình địch đóng giữ ở khu vực Đồng Lâm, Huế, Hiệp Khánh, Tứ Hạ, thường xuyên báo cáo về trung đoàn. Kẻ địch biết thương binh của ta vẫn còn nằm lại trong địa bàn hai huyện Phong Điền và Quảng Điền. Chúng tổ chức càn quét, vây giáp, lùng sục xăm hầm, truy tìm, đẩy đuổi, diệt thương binh ta bằng bất cứ giá nào. Một số hầm bí mật cất giấu thương binh bị lộ. Nhiều chiến sĩ ta đã dùng lựu đạn xông lên đánh địch và anh dũng hy sinh. Phân đội trinh sát có 10 người lấy nhiệm vụ đưa đón thương binh là chính, nhưng việc nắm địch và đánh địch cũng quan trọng không kém. Bởi vì nếu không đánh địch, chúng sẽ rảnh tay tìm diệt lực lượng ta, rất nguy hiểm. Thời gian ấy, các tổ trinh sát đã cùng với du kích, phục kích, tập kích nhỏ vào bọn lính tuần tra trên đường hoặc bọn địch càn quét vào trong làng. Có trận, chúng tôi đánh mìn lật xe của chúng. Một hôm, trinh sát ta cùng du kích xã Phong Nhiêu gài một bãi mìn ở đầu làng Cao Bang. Chúng tôi cho anh em chuẩn bị một lối đi an toàn riêng cho mình qua bãi mìn. Sáng hôm sau, khoảng một đại đội quân đội Sài Gòn có cả lính Thiên Nga đi cùng vào làng Cao Bang càn quét. Chúng hò hét rất to, lực lượng của ta đã chờ địch ở trước bãi mìn. Khi chúng vào đến đầu làng, ta đồng loạt nổ súng diệt một số tên, rồi rút qua bãi mìn.
theo đường đã chuẩn bị sẵn. Bọn địch lập tức đuổi theo, vướng bãi mìn của ta, nhiều tên chết và bị thương. Trong lúc đó, lực lượng ta đã an toàn và yên tâm ngồi dưới hầm bí mật. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.